Hà Nội, đăng ký tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 3. Ngày 13 tháng 2, Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành công văn về việc đăng ký tuyển dụng công chức năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, thành phố Hà Nội không xem xét tiếp nhận vào làm công chức đối với cơ quan, đơn vị đã sử dụng hết 30% tổng số biên chế công chức còn chưa sử dụng của năm 2021. Bao gồm cả số lượng đã được tiếp nhận vào làm công chức trong các đợt sát hạch năm 2021. Trong công văn của Sở Nội vụ, đối với đăng ký tiếp nhận vào làm công chức, rà soát tổng thể kế hoạch sử dụng biên chế công chức còn chưa sử dụng năm 2022 và đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2022. Căn cứ biên chế được giao năm 2021, các cơ quan, đơn vị xác định tỷ lệ 30% số biên chế còn chưa sử dụng của cơ quan, đơn vị năm 2021 làm cơ sở đề xuất số lượng chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức năm 2022. Công văn cũng nêu rõ về đối tượng tiếp nhận, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức và thành phần hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức. Việc tiếp nhận hồ sơ vào làm công chức năm 2022 được thực hiện theo hai đợt. Đợt 1 từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2022. Đợt 2 từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8 năm 2022. Đối với đăng ký chỉ tiêu thi tuyển công chức, căn cứ số biên chế công chức hành chính của cơ quan, đơn vị được Ủy ban Nhân dân thành phố giao tại quyết định số 5199/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của thành phố Hà Nội, các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát hiện trạng sử dụng biên chế tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022. Và đăng ký chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2022 theo các mẫu, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28 tháng 2 năm 2022. Về kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2022, tổng cộng phân bổ 133.995 biên chế sự nghiệp, trong đó 115.119 người làm việc, 10.464 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/ND/CP và 8.412 lao động hợp đồng định mức. Trong năm 2022, nếu có phát sinh tăng hoặc giảm so với Nghị quyết Hội đồng Nhân dân về biên chế hành chính, sự nghiệp bao gồm cả số lượng dự phòng công chức hành chính và số lượng người làm việc, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố vào kỳ họp trong năm 2022. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.